Sự hưởng thường của nhân loại, phần tiếp theo. Sự thành đạt phi thường nhất là cởi bỏ chữ ngài cuối cùng, sự chia rẽ, tức khả năng tạo ra cái tôi, và tự phân biệt với người khác. Vị ấy sống trên cõi Bồ Đề, là nơi có sự hoàn toàn hợp nhất trong tâm thức tỉnh thức, nơi mà cái ngã của tất cả được nhận thức như là một. Khả năng tạo ra cái tôi này đã sinh ra với linh hồn, là bản chất của cá nhân. Nó tồn tại cho đến khi giá trị của tất cả vạn vật tác dụng trong chân thần. Cá nhân tỉnh này sẽ bị loại trừ nơi ngưỡng cửa của sự giải thoát, chỉ để lại kết quả vô giá cho chân thần. Cái trí thức nhận biết cá nhân tỉnh, nó rất tinh khiết và thanh nhẹ, không làm trở ngại tâm thức duy nhất. Thật là dễ dàng buông bỏ tất cả những chữ ngài do sự tiếp xúc phiền phức, vì đệ tử vững vàng trong chiếc áo vinh quang của sự bình an muôn thuở mà bất cứ điều gì không thể làm hư hỏng được. Sự cởi bỏ khả năng làm ra cái tôi, làm sáng tỏ nhãn quang tinh thần, xuyên thấu những đám mây cuối cùng còn ẩn khuất bên trong. Khi nhận thức sự hợp nhất thì vô minh, giới hạn sinh ra, mọi sự chia rẽ sẽ bị loại trừ, con người được hoàn thiện và giải thoát. Khi đi hết con đường đào, cũng là lúc bước đến ngưỡng cửa Niết Bàn. Trong trạng thái tuyệt vời của tâm thức này, đệ tử đã quen thuộc việc rời bỏ thể xác trong giấc ngủ, lúc trải qua giai đoạn cuối cùng của đường đào. Bây giờ khi bước qua ngưỡng cửa này thì tâm thức Niết Bàn trở thành tâm thức bình thường của vị ấy, vì cõi Niết Bàn vốn là quê hương của cái ngã giải thoát. Thế là người đã hoàn tất con đường hưởng thường, đã đạt đến giới hạn dành cho nhân loại. Cao hơn nữa, còn có những đấng vĩ đại, nhưng đó là các bậc siêu nhân. Việc đóng đinh xác thân trên thập tự giá đã qua, giờ giải thoát đã điểm, kẻ chiến thắng hạc khúc khải hoàn, tất cả đã thành tựu. Hãy nhìn người đã vượt qua ngưỡng cửa và mất dạng trong ánh sáng cõi Niết Bàn. Một người con của địa cầu đã chiến thắng sự chết. Chúng ta không biết sự nhiệm màu nào được che đầy bởi ánh sáng cao cả đó. Chúng ta chỉ mơ hồ cảm thấy có cái ngã tối cao được khám phá, và người yêu cùng với sự thương yêu chỉ là một. Việc tìm kiếm lâu dài đã kết thúc, tâm tư khao khát đã hết, con người đã bước vào nơi an lạc của đấng chí tôn. Nhưng có phải địa cầu này đã mất một người con, hay nhân loại không bao giờ còn thấy lại người con chiến thắng của mình? Không đâu, kìa, ngài đang hiện ra từ trung tâm ánh sáng bao la. Ngài xuất hiện trở lại nơi ngưỡng cửa cõi Niết Bàn. Ngài như được bao bọc trong biển ánh sáng vinh quang không thể tả, một người con của Thượng Đế hiện lộ. Bây giờ ngài hướng về cõi trần với nhãn quang nhân từ thiêng liêng, luôn luôn theo dõi nhân loại đang còn lang thang, những huynh đệ của ngài. Không bao giờ ngài bỏ rơi họ, để họ phân tán như đàn cừu không người chăn giữ. Trong vẻ uy nghiêm cao cả, ngài khước từ mọi sự hiển vinh, cũng như sự toàn giác viên mãn và quyền năng của sự sống vĩnh cửu. Ngài trở lại địa cầu để ban phúc và hướng dẫn nhân loại. Ngài là chân sư minh triết, là tôn sư vương giả, là đấng siêu phàm. Trở lại cõi trần, ngài hy sinh phụng sự nhân loại với năng lực cao cả hơn lúc ngài còn đang tiến bước trên đường đào. Ngài đem tất cả thần lực cao siêu mà ngài đang có để thúc đẩy sự tiến hóa trên địa cầu. Ngài hoàn lại cho những người đang tiến gần đường đào món nợ mà trước kia lúc còn là đệ tử ngài đã được hướng dẫn, giúp đỡ và dạy dỗ. Giờ đây ngài cũng thực hiện ý như vậy cho nhân loại. Từ lúc con người còn hoang dã thấp kém tiến đến con người thiêng liêng, toàn thể giai đoạn hưởng thường đã hoàn tất. Đây cũng là mục tiêu huy hoàng mà nhân loại đang tiến đến. Chương 12. Tạo lập một vũ trụ. Ở giai đoạn tiến hóa hiện tại, con người chỉ có thể hiểu được sơ lược vài đặc điểm chính trong kế hoạch rộng lớn vô cùng của vũ trụ, mà địa cầu của chúng ta chỉ là một thành phần nhỏ bé. Theo quan điểm của nhiều người, dường như một vũ trụ ở đây có nghĩa là một hệ thống từ nó toàn vẹn, phát sinh do một vị thượng đế duy nhất và được duy trì nhờ sự sống của ngài. Đó là hệ thống
Thái dương hệ của chúng ta và mặt trời có thể được xem là sự biểu lộ thấp nhất của Thượng Đế, tác động như trung tâm vũ trụ của Ngài. Mỗi hình thể đều là một trong những biểu lộ cụ thể của Thượng Đế, và mặt trời là sự biểu lộ thấp nhất, tác động như một trung tâm năng lực điều hành, tăng cường, thâm nhập, kiểm soát và phối trí tất cả mọi sự sống. Một chủ giải huyền môn có nói, Surya, mặt trời, trong phản ảnh hữu hình của nó, cho thấy đó là trạng thái thứ nhất hay thấp nhất, có liên quan đến trạng thái thứ bảy là trạng thái cao nhất của sự hiện hữu phổ quát, tinh khiết của sự tinh khiết, sự biểu hiện đầu tiên của hơi thở của cái không bao giờ biểu lộ là sát, bines, tất cả trung tâm vật chất hoặc khách quan của những mặt trời trong bản chất đều là trạng thái thấp nhất từ nguyên lý thứ nhất của hơi thở. Nói tóm lại, chúng là trạng thái thấp nhất thuộc cơ thể vật chất của Thượng Đế. Tất cả năng lực vật chất và năng lượng đều là sự sống biến chất do mặt trời tuôn xuống cõi trần, mà Thượng Đế là đấng hằng ban rải sự sống cho hệ thống của Ngài. Do đó nhiều tôn giáo thời xưa lấy mặt trời làm biểu tượng cho Thượng Đế tối cao. Thực ra khi dùng biểu tượng như thế đã làm cho những người kém hiểu biết có ý tưởng sai lầm. Ông Sinet có nhận xét đúng như sau: Thái dương hệ được xem như một vùng của thiên nhiên bao gồm tất cả mọi sự vật, trong đó có những nhân vật rất cao siêu mà trong hàng nhân loại chúng ta có khả năng phát triển đến trình độ đó hay không là vấn đề đang được tìm hiểu. Về mặt lý thuyết, chúng ta cảm thấy một cách chắc chắn khi nhìn lên vòng trời cao vào lúc ban đêm, toàn bộ thái dương hệ chỉ là một giọt nước trong đại dương của vũ trụ. Để lượt giọt nước này sẽ là một đại dương, theo quan điểm của tâm thức, chứa những sinh vật mới phát triển nửa chừng như chúng ta. Và hiện tại, chúng chỉ có thể hy vọng đạt được sự hiểu biết dù mơ hồ, lờ mờ về nguồn gốc và sự cấu tạo thái dương hệ. Vì mù mờ nên sự khảo sát của chúng ta cần thu hẹp vào một dải hành tinh phụ thuộc, mà trong đó chính sự tiến hóa của chúng ta đang tiếp diễn ở nơi vị trí thích hợp như là một thành phần của hệ thống. Chúng ta theo dõi bất cứ sự kiện nào để có được một quan niệm khái quát liên quan đến toàn bộ hệ thống dải hành tinh và địa cầu chúng ta đang sinh sống. Điều thực sự cần thiết cho chúng ta là những thời kỳ có liên quan đến vấn đề tiến hóa của nhân loại. Thực tế, chúng ta không thể hiểu được vị trí của chính chúng ta nếu không có vài khái niệm, dù chỉ mơ hồ, về sự liên quan giữa chúng ta với toàn thể. Có những sinh viên huyền học hài lòng nghiên cứu trong phạm vi của họ, không quan tâm đến sự sống rộng rãi bao la, cho đến khi họ có khả năng hoạt động nơi đó. Một số sinh viên khác cảm thấy cần thiết phải vươn lên tìm hiểu kế hoạch xa hơn. Với niềm vui thích trí tuệ bay cao, cùng với tầm nhìn từ trên xuống sân trường tiến hóa, các vị bảo hộ tinh thần nhân loại thấu rõ sự cần thiết này, một sự phạt hòa đẹp đẽ về vũ trụ theo quan điểm của nhà huyền học, được nghiên cứu bởi các đệ tử và các vị sử giả minh triết. Bộ giáo lý bí truyền của bà Blavatsky càng lúc càng khai sáng cho các sinh viên huyền môn về minh triết cổ truyền, hướng dẫn họ từ khám phá và nắm vững ở mức độ thấp sự tiến hóa của thế giới chúng ta. Chúng ta được cho biết khi Thượng Đế biểu lộ chính là lúc bảo trước giờ phút tạo nên vũ trụ của chúng ta. Khi Ngài biểu lộ, vạn vật đều được xuất lộ theo sau Ngài. Do sự biểu lộ này mà tất cả vạn hữu được biểu lộ, Ngài mang theo những thành quả của vũ trụ trước đó. Cùng với các vị tuệ giác cao cả, các vị này trở thành những người cộng tác và phụ tá của Ngài trong công việc kiến tạo vũ trụ hiện tại. Cao nhất trong vị này là 7 vị hành tinh Thượng Đế. Mỗi vị đều là trung tâm của một vùng phân biệt trong vũ trụ, và Thượng Đế là trung tâm của toàn thể. Trong giáo lý bí truyền có nói, 7 vị hành tinh Thượng Đế trong Thái Dương Hệ là 7 đấng thiêng liêng từ hóa sinh do thần lực xuất phát từ khuôn đúc của bản chất mẹ, Matrix of Mother Substance. Năng lượng từ đó nảy sinh sự hiện tồn ý thức trong mỗi mặt trời. Một số người gọi là Vishnu,
và chính là hơi thở của đấng tuyệt đối, chúng ta gọi là sự sống duy nhất biểu lộ. Từ nó là phản ảnh của đấng tuyệt đối. Sự sống duy nhất biểu lộ này là Thượng Đế, là sự hiện lộ của đấng tối cao. Từ thời phân chia nguyên thủy, vũ trụ của chúng ta đã có tính chất thất phân, và tất cả sự phân chia kể tiếp theo từ từ đi xuống đều được lặp lại theo tỷ lệ số 7. Dưới một trong 7 vị hành tinh Thượng Đế cấp 2 là một hệ thống các đấng thông tuệ hợp thành một cơ chế quản trị thuộc vương quốc của Ngài. Trong các vị này, chúng ta nghe nói về các vị trưởng quản nhân quả, là những vị ghi nhận nghiệp quả của tất cả những thực thể trong vương quốc, cùng với các vị Maharajat hoặc Devarajat, là những vị chỉ đạo sự thực thi luật nhân quả. Ngoài ra còn có một đội ngũ hùng hậu, những vị kiến tạo, làm khuôn mẫu, tạo tác tất cả hình thể theo ý tưởng chứa trong kho báu của Thượng Đế trong trí vũ trụ. Ngài truyền đạt cho 7 vị, mỗi vị vẽ lại đồ hình quốc độ của Ngài dưới sự chăm sóc tối cao và thần lực cảm ứng sinh động cho sự sống. Đồng thời phát trồn chỉnh cả tỉnh của Ngài, bà Blavatsky gọi 7 quốc độ này là 7 trung tâm Laya của Thái Dương Hệ. Bà nói 7 trung tâm Laya là 7 điểm 0, 0, dùng số 0 cùng ý với các nhà hóa học để chỉ một điểm. Theo huyền môn là khởi đầu nhân tố tính toán để tạo sự khác biệt. Từ trung tâm vượt xa hơn triết học nội môn cho phép, chúng ta nhận thức những nét phát họa siêu hình lờ mờ về 7 người con của sự sống và ánh sáng, 7 vị thượng đế của phái luyện kim và tất cả triết lý khác, bắt đầu là sự phân biệt của những nguyên tố cấu tạo thái dương hệ chúng ta. Quốc độ này là một hành tinh tiến hóa có đặc tính thật kỳ diệu, sân trường mà trên đó đang diễn ra những giai đoạn sống của một hành tinh vật chất như kim tinh được biểu lộ tạm thời. Để tránh sự lầm lẫn, chúng ta có thể nói đến vị chỉ huy sự tiến hóa và cai quản quốc độ này chính là đức hành tinh Thượng Đế. Ngài rút từ vật chất của thái dương hệ những chất liệu thô mà Ngài cần dùng và chuẩn bị chúng bằng năng lượng sự sống của chính Ngài. Mỗi vị hành tinh Thượng Đế chuyên biệt hóa vật chất trong quốc độ của Ngài, lấy từ kho chứa nguyên liệu chung, trạng thái nguyên tử của mỗi cõi trong 7 cõi thuộc lãnh vực của Ngài đều đồng nhất với vật chất của mỗi cảnh phù trong toàn thể thái dương hệ, và sự liên tục được thực hiện xuyên qua hệ thống, xuyên qua toàn hệ thống. Bà Blavatsky nhận xét những nguyên tử thay đổi sự kết hợp tương đương trên mỗi hành tinh. Chính những nguyên tử đều giống nhau nhưng chúng có những kết hợp khác nhau, bà trình bày. Không có những nguyên tố đơn độc ở hành tinh chúng ta, cũng như ở những hành tinh chị em trong thái dương hệ. Sự khác nhau là do cách kết hợp những nguyên tố. Điều này cũng giống như những nguyên tố vũ trụ bên ngoài ranh giới thái dương hệ của chúng ta. Chúng ta cũng được dạy rằng mỗi nguyên tử chứa 7 cõi của sự hiện tồn. Trên 3 cõi thấp thuộc lãnh vực tiến hóa của đức hành tinh Thượng Đế, Ngài tạo lập 7 bầu hành tinh hoặc thế giới để thuận tiện cho việc gọi tên theo thuật ngữ. Thì 7 bầu này là A, B, C, D, E, F, G. Bầu D là địa cầu của chúng ta. Những bầu hành tinh này là 7 bánh xe nhỏ đang xoay tròn, cái này sinh ra cái kia. Điều này được nhắc đến trong chương 6 của Thiền Định Chân Kinh. Ngài tạo ra chúng giống như các bánh xe cổ, đặt chúng vào những trung tâm bất diệt. Bất diệt vì mỗi bánh xe không những chỉ sinh ra cái kế tiếp nó, mà nó còn tự tái sinh ở cùng một trung tâm. Như chúng ta sẽ nhận thấy sau, chúng ta có thể hình dung các bầu hành tinh này được sắp làm 3 cặp trên cái cung của một hình bầu dục, với một bầu hành tinh chính giữa ở mức độ của điểm thấp nhất, nơi phần cao nhất phần bầu A và R, tức là bầu thứ nhất và bầu thứ bảy, đều ở mức độ vô sắc tưởng. Arupa của cõi thượng giới, bầu B và đầu bầu F là bầu thứ nhì và bầu thứ sáu.
ở mức độ sắc tưởng rupa của cõi thượng giới, bầu C và bầu E là bầu thứ 3 và bầu thứ 5 nơi cõi trung giới, bầu D địa cầu của chúng ta là bầu thứ 4 ở cõi trần. Bà Blavatsky xem những bầu hành tinh này như là một sự sắp xếp trên 4 cõi thấp của sự thành lập thế giới, đó là cõi trần, cõi trung giới và cõi thượng giới, gồm có thường thiên hay vô sắc giới và hạ thiên hay sắc giới. Chúng ta có thể được miêu tả như sau: vô sắc giới A, G là khuôn màu, sắc giới B, F sáng tạo hay trí tuệ, trung giới C, E tạo thành, cõi trần D là vật chất. Đây là sự xếp đặt điển hình, nhưng sẽ được thay đổi qua vài giai đoạn tiến hóa. Bảy bầu hành tinh này hợp thành một cái vòng hay một dải hành tinh. Đôi khi chúng ta có thể xem chúng như là một toàn thể, như một thực thể, một sự sống hành tinh cả thể. Dải hành tinh này trải qua bảy giai đoạn riêng biệt. Trong lúc nó tiến hóa, bảy bầu là một tổng thể hợp thành thể xác của hành tinh. Và thể xác này sẽ tan rã và sẽ được tái tạo 7 lần trong giai đoạn sống của hành tinh. Dải hành tinh này có 7 lần hiện thân, và các thành quả đạt được trong mỗi lần đều được giữ gìn để chuyển sang kỳ kế tiếp.